Một tuyệt phẩm của ba bàn ủi hơi nước National Nhật điện 100V. Em bàn ủi National Nhật điện 100V, ngoại hình đẹp, còn tương đối đẹp thôi ha, chứ không phải là quá đẹp, đẹp còn tương đối đẹp, 80-90%. Ngoại hình còn đẹp, máy móc hiện nguyên zin. Cái này là cái hộp của em nó ha. Em quay cái hộp trước ha. Giá quá mềm, 350.000 ha. Đó, có tay cầm luôn ha. Cái này mình giọng xuống như nè. Ha, cầm đi lên luôn ha. Đó. Mình mở thì mình mở hai cái ngàm này ra. Rồi, ta lên ta lẹ. Rồi thôi, em gắn camera, em tháo mới được, hai tay tháo mới được, hai khách. Con này thì em bán giá công khai là 350.000, chưa bao gồm phí ship ha. Bấm hai nút hai tay ha. Rồi xong. Ok. Con này là hơi nước đầy đủ tốt ha. Mai mốt quý khách rút kinh nghiệm ha, chế nước vừa vừa thôi. Tại vì em chế quá trời chế luôn nè, đầy luôn, nó hơi nhiễu chỗ này chút xíu ha. Đó, nè. Em chế mức này thôi. Đó nè, em chế đầy dung luôn nè. Ha. Rồi cái con này gọi là bàn ủi hơi nước ha. Mình chỉnh nhiệt độ không mong muốn nè. Nè, mình ghim điện vô thì mình bấm cái nút này ha, nó tăng giảm nè. Rồi, nhiều nước quá. À, mất chỗ qua, xin lỗi không thấy ha quý khách. Mức thấp nhất nè, 1, 2, 3, 4 nè. Em tăng mic mạnh nhất nè. Nó đủ nhiệt độ, nó sẽ kêu tít tít nha. Cái độ nóng thì rất là nóng nha, nóng dã man lắm. Và nó rất là lâu nguội nha, 30 độ nè. Ghê hả? Có hơi nước đàng hoàng nha quý khách cô chú anh chị em. Rồi em tháo ra. Cái hơi nước là mình bóp chỗ này nè quý khách nghe nè. Đó, quý khách nghe đó, cái hơi nước có thể ướt cái camera em không? Đó, nó phun đó, à, buông ra nè. Nhiều khi nó quá nhỏ mình không thể thấy được cái hơi nước đó ha. Đó. Rồi mình bấm cái là tắt nè. Ha, hơi nước đó là nó có hơi nước, mai mốt quý khách lưu ý giùm em ha. Tại cái này nó không có cái gòn, nó chỉ là cái nắp thôi. Mình chế ngắn ngắn vừa đeo đây thôi ha. Nè, cái mức nước người ta kêu có nhiêu thôi nè. Mà mình cả mô mình quất trong đầy khơi lên đây nè. Mực nước người ta nhiêu thôi. Bởi vì xài không coi hướng dẫn gì hết á. Tại ơi là tại á. Rất là còn lâu nóng nha. Ồ, nó báo. Ồ, tiếp tục. Rồi chuẩn men nha quý khách cô chú anh chị em. Quý khách cô chú anh chị em nào mua giờ tặng cô thím gì mợ cháu nào đó làm thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Em xin chào và xin hẹn gặp lại. À, xin cảm ơn rất nhiều.